Và chúng ta đến một trận đấu cũng khá là mong đợi giữa Thiên Vương và Đường Môn. À, hồi nãy là Thiếu Lâm và Đường Môn, bây giờ là Thiên Vương và Đường Môn. À, và Khứa Thiên Vương này. Bại rồi, có vòng mana rồi, bại rồi. À, bạn ấy đang ao ra vào lại để bạn ấy gọi là xử lý cái vòng vòng mana thì nó cũng dễ mà, bơi đi Thiên Long Tự cái bơi về là xong, mà chứ cũng không có vấn đề gì quan trọng cả. À, vẫn chưa vẫn còn vòng. Còn 20 giây nữa. À, chán ông thật sự. Thoát game vô lại là xong mà, đâu có vấn đề gì đâu, lên Thiên Long Tự quay về cũng được. Để cho nó hết trận này rồi anh em gọi là đánh lại. Anh em đánh lại trận cho nó đàng hoàng. Rồi, đó rồi, đó rồi. Duy Gia Gia gặp Long Hổ, ông Long Hổ đi đâu mất rồi. Còn thuốc lắc thì mình khóa hết rồi các bạn. Khóa hết tất cả thuốc lắc rồi. Nói chung là sử dụng vẫn được nhưng mà không có gì hết. Chứ đừng cái khóa người ta không cho người ta sử dụng, phải cho người ta sử dụng. Nhưng mà gọi là sử dụng không có gì à, thế mới vui. Cho nó mắc bớt thuốc lắc đi. Đấy, bây giờ là trận chiến là chính thức này. À, xem thi đấu này. Đó, đã reset vòng mana đàng hoàng, sạch sẽ. Đó, phải sạch sẽ như vậy. Vào thôi. Rồi, chuẩn bị quải nào. Một anh Đường Môn, một anh Thiên Vương. Khá là căng đấy các bạn. Thật sự. Thiên Vương thì ít nhất là phải bút cái độ chính xác lên, đánh nó mới chuẩn, bởi vì mình đã tăng độ chính xác lên cho tất cả cái hệ VK áp sát mọi công rồi. Tuy nhiên thì phải bút, ví dụ như là võ đan thì không cần, nhưng mà nó phải bút tọa vọng. À, Thiên Nhẫn á, thì nó cũng phải bút trắng phái. À, Thiên Vương thì phải bút cái tĩnh tâm quyết, chứ không bút xào chơi. Cái đó là phải bút rồi. Chém liền thì nó cũng được nhưng mà độ chính xác nó chưa đạt. Và tất cả những anh em vào xem trận đấu là đều sẽ gọi là ẩn thăng hết. Đứng xa được không? Đường Môn nó đứng giữa nó xoáy luôn đấy. Thực sẽ là bút được bởi vì Thiên Vương mà. Bút cái chung nữa. Để nó tăng phòng thủ vật lý. Kim Trung Tráo và Tĩnh Tâm Quyết. Đó, Thiên Vương bút hai cái đó là nó trầu như gì. Nhưng mà quan trọng là áp sát để mà chém được khứa Duy Gia Gia này hay không lại là một chuyện khác. Trận đầu tiên thì Long Hổ gặp Nhất Nách, nhưng mà Nhất Nách là đã ốp. À, cũng trước đó cũng nhắn tin cho mình là em có việc, cho nên là lỡ mà em không về kịp thì anh cứ cho em out đi. Cái ok con dê. Thế là bạn Long Hổ đương nhiên thắng cái vòng loại thứ nhất. Bây giờ chúng ta vào vòng loại thứ hai. Kết thúc cái này còn 4 người thì chúng ta sẽ đánh gọi là đánh xoay vòng tính điểm. Và chúng ta sẽ đưa ra được top. Bạn ấy đang bút, đã bút lên được con mắt. Phải bút Kim Trung Tráo nữa má ơi. Đúng rồi, phải hù lùng nó vô. Đúng rồi, phải hù lùng nó vô. Đúng rồi, phải hù lùng nó vô. Ố, ố. Chém một phát trúng đó. Ôi trời, đợt ơi. Trời, đợt ơi. Nó chém có một phát. Nó nháy thì phát nữa là quéo luôn. Đúng rồi, có phòng thủ đâu.
À cái này được cái phòng thủ 14 nhưng mà cũng không đủ, âm phòng thủ mà âm tà le luôn. Không đủ, phòng thủ ít quá. Đó, phòng thủ ít quá, cho nên cuối cùng là quéo thôi. Thật sự là không 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 được. Phòng thủ ít quá. Rồi, trận đánh này nó quá nhanh đi và Dư Gia đã chiến thắng.